段姐叫。Cô Hoàng ơi, cô Hoàng đang làm gì đấy cô? Hái đậu. Hái đậu hả? Hái đậu này, đậu xanh rồi cô. Đậu xanh này vô nấu chè đậu xanh thì y bà luôn á. À, thằng Tuân trẻ trâu con cô thế đi đâu rồi cô Hoàng ha? Đi học. Đi học á hả? Chết thôi, không biết đi học kiểu gì mà hồi nãy cháu ra quán nét cháu lại chụp được cái này này cô Hoàng. Cái gì? Đây, cô Hoàng xem đi. Chụp lúc nào? Cháu mới chụp hồi nãy xong, cháu mới đi photo về. Cháu tưởng là cô cho đi chơi nét cho nên cháu chụp lại làm kỷ niệm á. Chết rồi cái thằng này, đi học đây mà cúp học đi chơi nét này. Ủa chứ không phải là nó đi chơi nét hả? Cô cho nó đi chơi hả? Không, nó đi học mà. Nó bảo cô đi học xong nó cúp học nó đi chơi điện tử. Cúp học mà đi chơi điện tử. Ôi ơi. Chơi ở đâu? Chết thế, nó chơi ở quán ở Ông Quốc á. Thế mày dẫn cô ra ngoài đây đi. Ok, thế cô. Ok ok, thế cô đợi cháu một chút rồi. Sao đi học mà lại không có học lại đi ra đấy chơi. Đây, cháu mới gặp nó xong cháu chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm luôn này. Đây, cô thứ cái ảnh này làm bằng chứng này cô. Đây, cô. Dẫn cô ra đấy coi xem nào. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Trường Quân Quy chứ bạn là thì như các bạn có thể thấy đấy là hồi đấy mình ra quán nét mình chơi thì mình gặp Tuân Trẻ Châu nó cướp học nó đi chơi điện tử các bạn ạ. Cho nên mình đã tranh thủ mình chụp hình lại xong đấy mình photo và mình lưu thành một cái hình xong mình đem về mình đưa cho mẹ Tuân Trẻ Châu để mẹ Tuân Trẻ Châu găm Tuân Trẻ Châu. Nhưng mà tuổi trẻ mà các bạn, ai đôi khi cũng phải mắc phải một vài sai lầm thì mới có thể trưởng thành được. Cho nên bây giờ trước khi mét mẹ của Tuân Trẻ Châu ra găm Tuân Trẻ Châu thì mình sẽ trao cho Tuân Trẻ Châu một cơ hội để thay đổi. Mình sẽ ra, mình sẽ nói nó là đừng đi chơi điện tử nữa mà hãy lên trường xin lỗi cô và bắt đầu quay lại học tập. Nếu mà Tuân Trẻ Châu nó không nghe thì mình sẽ dùng đến biện pháp mạnh, đấy là mình sẽ dẫn mẹ nó ra và găn và dạy cho Tuân Trẻ Châu một bài học nha các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ra ngoài đấy luôn. Thì tiện ngày hôm nay mình sẽ quay clip lại để làm clip cho Tuân Trẻ Châu đi chơi quán nét luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ cho nó một cơ hội tại vì tuổi trẻ chưa trải sự đời. Đây, các bạn có thể thấy đây là Tuân Trẻ Châu. Còn thằng này là thằng Biếu Béo, bạn của nó. Hai thằng rủ nhau cúp học ra đây chơi điện tử rồi xem phim rồi gọi nước ra uống đồ luôn. Đúng là sang chảnh thật ạ. À, bây giờ mình sẽ phỏng vấn, mình hỏi anh Tuân Trẻ Châu, cho anh Tuân Trẻ Châu cơ hội nào. Đây, Tuân Trẻ Châu. Cúp học đi chơi điện tử hả? Ừ. Cúp học đi chơi điện tử, hỏi trả lời tự tin như vậy luôn. Ừ. Đồ, bữa nay càng lớn càng chất đấy nhỉ. Rồi anh em có thể thấy Tuân Trẻ Châu mặc dù bữa nay nhìn rất chi là lớn luôn. Nhưng mà vẫn cứ cúp học đi chơi điện tử. Bao nhiêu lần bị mình mét mẹ găn rồi mà bây giờ nó không sợ. Ủa chứ mày không sợ tao mét mẹ mày găn hả? Không. Bây giờ tao chuẩn bị tao về tao mét mẹ mày lên găn mày này. Bây giờ mày xin tao đi rồi tao tha, tao không mét mẹ mày đâu. Bây giờ nếu mà mày đồng ý mày không chơi điện tử nữa, mày đi học á thì tao sẽ không mét mẹ mày găn. Còn mày vẫn chơi ở đây thì tao sẽ mét mẹ găn mày. Bây giờ mày xin tao đi rồi tao tha cho. Xin là xin vĩnh biệt. À đồ. Thôi, mày tránh ra đi, để tao chơi ở đây phá. Đồ Tuân Trẻ Châu bữa nay gớm lắm các bạn ạ. Được rồi, dám thách thức mình là mình sẽ về mét mẹ luôn. Còn đây, thanh niên Biểu Béo. Đây, Béo. Gì? Sao không đi học với mày? Đi chơi điện tử vậy? Cúp học mà. Cúp học hả? Cúp học thì giờ lên xin lỗi cô rồi vào trường học có gì đâu. Nằm mơ đi mày. Bây giờ bọn mày mà không chịu nghỉ chơi điện tử, bọn mày cúp học, bỏ học, đi chơi điện tử. Bây giờ bọn mày lên xin lỗi cô rồi vào học lại đi. Rồi tao không mét bố mẹ bọn mày, không tao mét bố mẹ bọn mày, bọn mày ráng mới chịu. Thôi mày đi, tao đang coi phim hay, mày cứ vô đây mày phá tao mà. Ok, một cơ hội cuối cùng này. Bây giờ đi học đi, tao không mét bố mẹ bọn mày găn. Chứ bọn mày mà ngồi đây chơi là tao mét đó. Tao không thích đi học có sao? Không thích đi học hả? Ok, rồi hai mày nhớ mặt nha. Ok các bạn ạ, như vậy là hai thanh niên này mình vào mình khuyên là đi học đi mà nó không chịu đi học các bạn ạ. Cho nên bây giờ mình sẽ về nhà và mét bố mẹ của bọn nó lên đây găn bọn nó nha các bạn. Thật là thất vọng các bạn ạ. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tuân Trẻ Châu nó không hề biết biến khổ vô biên quay đầu là cá mập. À nhầm, biến khổ vô biên quay đầu là bờ. Cho nên bây giờ mình quyết định mình sẽ dẫn mẹ nó ra ngoài quán nét và găn nó và dạy cho nó một bài học để bữa sau nó không bao giờ nó dám bỏ học để đi chơi điện tử nữa nha các bạn. Ok, let's go. Thank you.
sau đó hai thằng cướp học rủ nhau ra để chơi điện tử, chơi say mê luôn. Bây giờ cũng còn một kéo trong kéo luôn. Ô thế mày, tụi tao đang chơi mà mày chửi má tao mày. Mày tin mày đồng mày không hả? Má mày. Thằng mày, mày tin tao về tao mít má tao là mày chửi má tao không hả? Để má tao đồng mày bây giờ. Tao thấy con cô cứ học cái chuyện là tôi ghê không? Má mày. Mày đừng lên gì nhở? Mày tin tao không bao nít mày mà tao không bao nít mày á là mày về sớm. Mà mày về sớm á, bố mẹ mày thấy mày đi học về sớm á thì bố mẹ mày sẽ biết mày trốn học đi trên nét á, là bố mẹ mày đập mày nha con. Má mày. Mẹ mẹ mày chịu con nói là mày rồi cứ nghe hả mày? Sao không cô mẹ mày cứ khêu má, tao tưởng mày chửi tao. Tao là người miền Nam, tao nói mẹ là má, mày hiểu không? Đang là ở lứa tuổi học sinh thì được đi học thì cứ nên đi học nhá.
đừng có cướp học như Tuần Trẻ Châu mà đi chơi điện tử như vậy là rất là hư hỏng và không nên nha các bạn. Ok thì clip của mình cũng sẽ dừng lại đây nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.